就依赖你个。đầu tư vào em que là mình từ cá mập mình chuyển thành cá kho. Ra là kho hay không là nó sát, không phải là do ghế, nên là các sạc ấp của ba cứ yên tâm, kho là do sát. Mùa 3 nó có một cái khác rất hay, cái là rất là tiếc mình không được ngồi mùa 3, vì nếu mà mùa 3 thì nó được như này. Mùa 1 mà thích quay là không có. Còn ngồi nó cứng. Mùa 2 ngồi nó rất là mát, cho nên là nếu mà ghế mùa 3 này chắc chắn là sẽ đầu tư được nhiều. Sắc Xanh mùa 3 sẽ lên sóng VTV3 vào 8:30 tối ngày 24/7. Mời các bạn chú ý đón xem. Mời các bạn nhớ đón xem sự xuất hiện của Sắc Vương. Nếu các bạn biết Sắc Vương sẽ xuất hiện ở đoạn nào vào lúc nào.